Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Nothing is more important than this world. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây các bạn ơi. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của một cô gái vô cùng xinh đẹp trong Liên Quân. Trên tay sở hữu hai cây súng siêu to, siêu dài, siêu khỏe. Và ngoài ra vì tên này được mệnh danh là con cưng thì chắc hẳn các bạn cũng đã đoán được ra đây là ai rồi đúng không? Đó chính là cô nàng Violet. Để xem vị tướng Violet leo danh có còn được bá đạo hay không trong phiên bản hiện tại thì các bạn hãy cùng theo dõi nha. Bây giờ thì mình sẽ chủ động lao ra để có thể là cấu rỉa vào Elsu. Đó, cấu rỉa xương xương vậy thôi. Quan sát qua trên minimap thì hiện tại XG đang lên khu vực đường rồng này để có thể ganh hỗ trợ mình. Mình đang chủ động đánh thấp thấp một xíu. Và bây giờ thì 2 đánh 1 không chột cũng quê à. Elsu ơi, bạn về làm sao được. Đấy, cứ bắn thôi, cứ bắn. Và ngoài ra chúng ta lộn một phát một mạng luôn, chiến công đầu. Quá thơm, cảm ơn XG nhiều nha. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bạn XG, vậy nên là mình có được một mạng thời điểm đầu game rồi. Khi mà đánh Violet, các bạn cố gắng làm sao thời điểm đầu game tập trung farm và có cơ hội là các bạn ăn mạng thôi. Bởi vì Violet mạnh khi mà các bạn có đồ nhá. Tầm late game thì Violet rất mạnh, chỉ cần một lộn thôi là một mạng. Đấy là mình nhân hóa nó lên một tí. Chứ còn thật ra một lộn một mạng khi mà đối phương còn tầm nửa cây hoặc là ba cục máu chẳng hạn, thì lúc đấy mới có thể một lộn một mạng được, chết thôi. Trời ơi, đồng đội của mình tới hỗ trợ mình cái coi. Chưa gì mình bị mất nửa cây máu rồi. Nào, Pen lao vào như thế rồi thì mình sẽ hỗ trợ cho Pen nhé. Từ từ để cho mình lộn một phát thôi. Úi dồi ôi, thôi em xin chừa. Sợ quá cơ, còn đúng một xíu máu thì em về đây. Tí nữa thì mình lên bàn điểm số các bạn ạ. May ghê. Tạm thời thời điểm đầu game thì hạn chế giao tranh nhá. Lâu lắm rồi chưa quẩy Violet và ngày hôm nay mình cũng sẽ áp dụng một cái trang bị hoàn toàn mới dành cho vị tướng Violet, đó là trang bị Diệt Thần Cung. Thì các bạn cũng rất là mong muốn mình làm một trận đấu về Violet lên đồ, lên cái đồ này xem nó như thế nào. Lát nữa có điều kiện thì mình sẽ lên đồ đấy sau nhá. Còn bây giờ là cứ farm thôi, ngoài ra thì cũng đổi Violet máu thế. Gấu ơi, từ từ gấu. Ui, gấu dồn combo sợ thật mà Violet không còn quá nhiều máu. Mình sẽ cố gắng bắn vào Violet này, có cả chiêu cuối đây, kết quả chiêu cuối. Ui ôi. Ui, thôi gấu chết rồi, yên tâm mình sẽ xử lý cho. Ui, một mạng nhưng mà mình cũng chết luôn. Các bạn thấy vừa xong là có một hiện tượng lạ đúng không? Mình định vứt tốc biến ra bên ngoài, ai ngờ mình lại vứt nhầm tốc biến, lại đập mặt vào mặt đối phương. Thế là cái quả tốc biến đây hơi bị mù mắt. Căng quá, hiện tại là team mình ăn 2 mạng một mình ăn 2 mạng luôn. Trang bị đầu tiên dành cho Violet thì mình sẽ lên đó là giày kiên cường. Ngoài ra thì mình sẽ lên đó là thánh kiếm, rồi đến vứt hung tàn, rồi đến huân chương choi, rồi đến diệt thần cung, và trang bị cuối cùng sẽ là giáp bảo mệnh nhá. Khi mà team bạn cũng có các vị tướng pháo sư rất mạnh, và đây là mình lên cái huân chương choi. Chứ còn thật ra các bạn kêu là tại vì sao mà lên đồ một cái trang bị kháng phép làm gì. Thì mình cảm giác team bạn mạnh thì mình sẽ lên cái huân chương choi này để có thể khắc chế được các vị tướng pháp sư team địch. Thế thôi. Còn khi mà chúng ta lên diệt thần cung rồi thì chúng ta chẳng cần phải lên cái Muramasa làm gì nhá. Bởi vì trong diệt thần cung là chúng ta có xuyên giáp rồi mà. Thế nên là mình lên cái diệt thần cung nữa.
Tranh thủ cướp nhanh cái con bùa đỏ, bùa đỏ phát chứ không là tim bạn vào ngay. Ok, có bùa đỏ. Elsu mình cảm thấy cô đơn đấy nhở. Có một mình Elsu đây thì kích quạt chiêu cuối thẳng mặt này. Úi ôi, băng trụ luôn. Ơ kìa, phí thế nhở. Elsu vừa xong đầu tư tốc biến, chứ không quả đấy là mình có mạng rồi. Elsu chắc chắn là về rồi chứ bạn ấy không dám ở lại đâu. Thôi Alice đánh thấp thấp thôi. Bây giờ cũng hết lính. Úi Alice, rồi xong Alice chết luôn. Công nhận Elsu team bạn đánh bắn cũng rất là ghê đấy, chứ không phải cái dạng bình thường đâu. Uầy, có cả Vera. Ô, không biết mình trong bụi à? Ui dồi ôi, có cái ưng chạm đây, bảo xa tôi chết tôi rồi. Tôi toang rồi, xin là xin vĩnh biệt. Đang núp bụi biến về mà anh ngờ cứ thấy Vera chạy vào cái bụi. Hóa ra là team bạn có cái ưng chạm phát hiện mình ở trong bụi. Mình hơi bị chủ quan bởi vì team bạn có Elsu, mình cũng hơi bị chủ quan khi mà không để ý đến cái ưng chạm. Trận đấu này rất căng thẳng nhá. Căn bản là team mình đang thua mạng mà. Mà khi mà thua mạng thì bị team bạn chiếm được rất nhiều lợi thế. Trận đấu này thì team bạn có rất là nhiều các vị tướng pháp sư như là Vera, như là Tulen hoặc là Illumia. Đấy là lý do tại sao lát nữa có cơ hội là mình sẽ lên trang bị kháng phép. Và đặc biệt team bạn pick một cái đội hình như thế này thì team bạn toàn máu giấy thôi. Thế nên bắn cực kỳ đã tay luôn. Nào, cấu gì Elsu thôi. Đó, Elsu mất nửa cây rồi. Nhưng mà team bạn làm khống chế thật sự. Ui ôi, vừa sau mình dính chiêu cuối Illumia lẫn cả cái hôn gió của Vera bị cấu rỉa còn nửa cây máu, sợ quá cơ. Thôi cho cái là mình về đây các bạn ạ. Chúng ta không nên ở lại làm gì khi mà bản thân không còn quá nhiều máu nha. Cứ bình tĩnh đánh vào late game thì chắc chắn là sẽ ăn được ngay team bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ soạn luôn trang bị vút hương tàn nhá. Và sau trang bị vút hương tàn thì mình sẽ bắt đầu phải lên những trang bị kháng phép. Bởi vì là thời điểm giữa game là bắt đầu các vị tướng pháp sư team địch là bắt đầu mạnh rồi. Có Elsu thì Elsu vẫn thấy cô đơn, không có ai bảo kê. Thế này thì solo với Elsu thôi. Đấy, mất nửa cây máu rồi. Thêm Alice hỗ trợ nữa thì một lộn, một mạng luôn. Cảm ơn Alice nhiều nha. Vừa xong là Alice tới hỗ trợ kịp thời. Từ từ nha Alice ơi, cẩn thận. Trời ơi, mình biết ngay mà. Chứ gì Alice còn một cục máu như thế này. Được cái team mình cũng có XG cấu rỉa tốt mà XG cũng bị cấu rỉa. Ui, XG kìa. Trời ơi, team bạn đánh gắt quá, mình bắn gãy cả tay rồi mà không chết được ai. Pen lao vào từ từ để mình lao ra hỗ trợ cho chiêu một tốc biến. Một bắn một mạng, hai mạng luôn. Double kill. Các bạn đã thấy sự lợi hại khi mà mình tận dụng được cái tốc biến này chưa? Rút ngắn khoảng cách của đối phương, mình sử dụng chiêu một rồi tốc biến bắn một phát thôi có được đôi mạng. Và ngoài ra chúng ta có cả trụ. Bây giờ xanh quá rồi, 5 mạng rồi. Elsu kia kìa. Mình tự tin là mình có thể cân được Elsu nhá. Elsu ơi, ra bên ngoài tấn công mình đi. Thôi Alice yếu máu thì về đi. Trời, biết ngay Alice chết rồi, yên tâm mình trả thù cho bạn. Có mạng luôn. Vừa xong Alice thì biết là bạn ấy tận tình với mình. Bạn ấy ở lại, cuối cùng bạn ấy bị hy sinh. Nào, Iggy hỗ trợ mình ăn rồng cho nhanh này. Ôi dồi ôi, bóng dáng Vera. Ôi trời, lại hôn mình. Trời ơi, bắt làm sao được mình. Thôi mình về đây, lêu lêu. May quá cơ. Chắc có lẽ bây giờ mình sẽ là cái trung tâm của team bạn. Đặc biệt là mình chơi Violet thì được gọi là chủ lực rồi. Và ngoài ra mình xanh như thế này chắc chắn một điều team bạn sẽ quan tâm đặc biệt để có thể bắt thẳng vào mình nhá. Bởi vì là mình là người gây sát thương chủ yếu mà. Lúc đầu các bạn Kugasat là team mình thua thiệt rất nhiều nhá. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì san bằng 10-10. Đấy, bây giờ mình sẽ lên để bắt luôn Elsu. Elsu ơi, mình tới giờ đây bắn rất tốn luôn và Elsu đang phải bỏ chạy rồi. Đi đâu, nã thêm chiêu cuối. Hack shot, đấy. Nút sau nải chế vàng và ngắm gà hỏa thân luôn. Được cái Alice trận đấu này hỗ trợ mình cực kỳ tuyệt vời. Khi mà mỗi lần các bạn chơi các vị tướng xạ thủ chẳng hạn mà gặp được một support đánh tốt thì công việc của các bạn sẽ nhàn hạ hơn rất nhiều. Các bạn chỉ việc đi farm giữ vị trí sau đó các bạn bắn thôi. Chứ còn công việc khống chế hoặc như thế nào thì sẽ là nhờ support nha. Nói chung là tầm này team mình cứ đẩy lính cao lên gây sức ép và ngoài ra vào rừng team bạn có cái gì là chúng ta farm cái đấy thôi. Cướp sạch sẽ khiến cho team bạn mất đi một cái lượng tài nguyên. Thôi bé Alice ơi, tụi chết rồi, không cứu được bạn ấy rồi. Tulen nó lôi điểu nhanh quá. Mình thì mình không ra đỡ được bởi vì Tulen nó dí sát người Alice luôn. À các bạn ơi, hy vọng trong khoảng thời gian này các bạn có thể bớt chút thời gian. Bởi vì là mình có một ước ao, mình có một khát khao là clip này được tầm 5k like, 6k like.
Chỉ có các bạn mới có thể giúp đỡ được mình thôi. Vậy nên là ngay bây giờ các bạn có thể cho mình xin một nút like nhé. Chạm nhẹ vào nút like nhẹ nhẹ thôi để giúp đỡ mình, để giúp cho clip của mình tăng thêm tương tác. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ tập trung ăn dòng thôi. Dòng này ít ghi. Các bạn thấy qua lượng tốc đánh của mình rất nhanh. Bởi vì sao? Mình đang duy trì nội tại của trang bị vút rung tàn nhá. Con số vút rung tàn lúc nào cũng được duy trì là con số 5. Các bạn nhìn thấy qua vút rung tàn lúc nào cũng nhảy số là 5 kìa. Đấy thì mình đang duy trì được lượng tốc đánh rất là tuyệt vời. Đấy là lý do tại sao mình bắn được nhanh. Bây giờ mình sẽ lên bắt luôn Elsu. Nó có ưng chạm đây rồi. Hay quá Alice ơi, tuyệt vời. Và bây giờ thì Elsu chết luôn. Cảm ơn Alice nhiều nha. Ôi xong Alice thôi. Rồi Alice chết rồi còn đâu. Tính ra thì khi mà đổi mạng để cho AD xanh ấy thì không thiệt đâu. Bởi vì khi mà AD xanh như mình xanh chẳng hạn thì mình sẽ có được nhiều đồ hơn trong trận đấu. Và thời điểm hiện tại thì mình cũng đã có được rất nhiều đồ rồi. Căn bản là Violet trong phiên bản này thì không hề có sự thay đổi sức mạnh. Trong phiên bản cập nhật bổ sung là thứ nhất này này, chả có thay đổi gì cả nên mình cũng chả có gì để trình bày cho người về cái sự thay đổi của Violet cả. Đấy, thế nên là mình cứ tập trung trận đấu để có thể là quẩy thôi, cho mọi người xem rõ được sức mạnh của Violet khi mà cuối game bắn có ra sao, bắn lực như thế nào. Được cái trận đấu này team bạn toàn máu giấy, đấy là cái điều mình cũng rất là thích thú. Để mình ra hỗ trợ đồng đội ăn Seta nhá. Đấy, bắt đầu là team mình sẽ cần phải ép trụ thôi khi mà có được Seta trong tay rồi. Để xem team bạn có ai cử người xuống đường dưới này thủ hay không. U là trời, tới đây rất đông các bạn ạ. Mình đang cảm thấy là hơi bị khó chịu với Elsu, bởi vì Elsu lại chơi phong cách đó là đi đẩy lẻ như thế kia. Team mình sẽ cần phải chia người ra, cử một vài người lên đường trên để có thể dọn lính, còn bản thân của mình sẽ ép trụ đường giữa nha mọi người. Ép trụ đường giữa nã thêm chiêu cuối. Đó, và chúng ta có được cái trụ đường giữa rồi. Veret ơi, bắt làm sao được mình, bắn vào Veret này. Veret tốc biến, ôi đỡ được, đỡ lôi điểu. Alice ơi, về đi, để mình xử lý Tulen cho. Tulen hy sinh. Mình bắn rất nhanh nha mọi người nhá. Veret này, Veret là lên vào điểm số 200 vàng. Ôi ôi, úi chị Vera. Alice vừa xong là có xíu máu, vẫn còn ở lại hỗ trợ mình. Ghi nhận cái công sức đấy. Và bây giờ thì này thì máu giấy này, team đội hình là máu giấy nhưng mà team bạn làm khống chế á man các bạn ạ. Mình vẫn bắn được vào Vera. Vera còn siêu máu, ư giết nổi kìa. Thôi thì đây cũng sẽ là cơ hội để team mình lấy đường lính số cấp đầu tiên khu vực đường giữa. Có đường lính số cấp đầu tiên rồi. Mình sẽ cần phải nhanh chóng lên trang bị diệt thần cung nhá, bởi vì thời điểm này là thời điểm late game rồi. Gần 11 phút đồng hồ rồi nhá. Pen ơi bình tĩnh, Pen ơi. Trời ơi, chịu đấy, mình không cứu được Pen rồi. Pen hy sinh được còn đâu. Thôi nha, mình lui đây. Ôi xong, Iki chết rồi. Đấy, nhưng mà mình vẫn còn sống sót. Tulen vẫn đuổi mình được cơ à. Ui ôi, từ từ, em còn tốc biến. Lêu, thế là mình cũng chết được. Hên ghê. Lại lòi thêm cả ông Elsu nữa. Có cho người ta về không? Đấy, Elsu chết ngược, đuổi mình làm cái gì. Phải công nhận là team bạn cố chấp thật sự luôn ấy. Mãi mà mình chưa về được luôn. Đấy, thêm cả Tulen lại đuổi nữa, tôi chết rồi. Alice thì sinh rồi. Thôi mình về đây. Chưa gặp một cái đội hình nào cố chấp như đội hình của team bạn. Lại thêm chiêu của Illumia. Sợ quá cơ. Khi mà đối đầu với một đội hình rất là nhiều các vị tướng pháp sư như tiệc kia thì team mình chỉ cần lên huân chương choi hoặc là giáp gai A. Bản thân của mình thì không thể lên được hai trang bị đấy nhá, mình chỉ lên huân chương choi thôi. Bởi vì nếu như mình lên thêm cả giáp gai A nữa thì mình sẽ không có quá nhiều đam. Đấy, thế nên chúng ta sẽ cần phải lựa chọn một trang bị kháng phép thôi. Còn những trang bị còn lại sẽ là những trang bị gây sát thương. Bây giờ ấy, là mình tiếp cận giao tranh cái nào. Ô có Tulen này, bắn Tulen thôi. Ui ôi bạn ơi, chạy đi đâu. Tủ lạnh đứng lại cái nào. Nã thêm chiêu cuối nữa thì hack sock luôn. May là chiêu cuối của mình kịp thời để có thể là cứu Iggy. Chứ vừa xong là mình thấy Iggy là ngấp ngoái thôi. Cố gắng làm sao farm thật là nhiều để có thể lên được trang bị diệt thần cung càng sớm càng tốt nha. Khi mà có dệt tấn công rồi mình sẽ cho mọi người xem qua sức mạnh thật sự. Ok, chính thức là mình đã có trang bị diệt tấn công. Và khi mà có trang bị diệt tấn công thì cái điều các bạn cần phải quan tâm bây giờ, các bạn hãy cùng quan sát qua về những đòn đánh thương của mình. Bắn rất nhanh các bạn ạ. Ui dồi ôi, bắn nhanh chưa. Bắn ra ngoài không khí thì cũng trúng cây con rồng thì cũng gây sát thương lên rồng nhá. Bắn rất nhanh, bắn không khác gì hack. Bắn khác gì Cafani với cái trạng thái súng liên thanh đâu. Không thể tin nổi các bạn ạ, khi mà mình lên trang bị diệt tấn công xong. Bởi vì trong trang bị diệt tấn công thì chúng ta cũng có thêm cái chỉ số tốc đánh.
Như các bạn biết thì Trang bị trận đấu ngày hôm nay thì Vút Rung Tàn cũng đem về cho mình một cái lượng tốc đánh kha khá rồi. Và ngoài ra thì mình lên thêm cái Diệt Thần Cung thì mình cũng sẽ được cộng 30% tốc đánh nữa. Thế nên lượng tốc đánh của mình rất nhanh nha mọi người. Bắn rất nhanh, bắn tường tôi là có mạng. Tầm này chỉ có bắn tường não thẳng tu len có mạng tiếp, trời ơi. Bắn tường ăn mạng đấy là chuyện hết sức bình thường với cái build đồ như thế này rồi. Vấn đề chính bây giờ team mình sẽ cần phải kết thúc trận đấu. Team mình đâu hết rồi. Giờ đâm thẳng xuyên tùng thôi, đừng để cho team bạn dọn lính là được. Cứ thế mà bắn thôi. Illumia này, có quả có bất tử thì chắc chắn cũng phải lên bảng điểm số. Nhưng mà Elsun nó dọn lính nhanh quá các bạn ạ. Không còn lính để có thể kết thúc trận đấu. Tạm thời là chưa thể nào phá được nhà chính nha. Thế là team mình sẽ cần phải lui. Trận đấu này đang được kéo dài ra rất lâu nha. Sắp bước sang phút thứ 14 rồi. Ui Alice chết rồi. Ôi mình sẽ trả thù cho bạn. Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây đấy. Thế là có một mạng luôn. Từ khi mà mình lên xong trang bị Diệt Thần Cung cảm giác như kiểu mình hack mạng ấy các bạn ạ. Lên xong trang bị Diệt Thần Cung là ăn mạng lực liền tù tì luôn. Ăn mạng lực rất nhiều. Bây giờ mình cảm thấy ép trụ của team bạn khó khăn quá. Khả năng cao team mình sẽ cần phải chờ đợi cái con Seja bạo chúa ra mất thôi. Chứ còn team bạn thủ trụ cực kỳ khó chịu. Úi đâu ra tu len vậy. Ôi sao mình mất giáp bảo mệnh rồi. Đang nhiên đang lành mất luôn cái giáp bảo mệnh. Đúng thật là phải chờ cái con Seja bạo chúa thôi. Ba mấy giây nữa, hai mấy giây nữa là nó sẽ hồi sinh, là nó sẽ xuất hiện. Trang bị tiếp theo mình sẽ lựa chọn đó là cung tà ma nha mọi người. Bởi vì khi có cung tà ma mình kích quạt lên mình sẽ được hút máu. Mình sẽ không lựa chọn đó là liềm mà mình sẽ lựa chọn đó là cung tà ma. Đấy, có trang bị cung tà ma rồi. Giờ thì cứ cấu rỉa tôi, lộn lên mà bắn thôi. Đó, thốn rồi Pen ơi. Ổ báo dã man để mình băng cho. Nhưng mà em có tốc biến, tí nữa thì chết các bạn ạ. May là mình tốc biến kịp ra ngoài tường. Seja xuất hiện rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ cần phải chủ động ăn cái con Seja thì mới có thể là ép được. Seja này là Seja bạo chúa rồi. Mình cần phải có đồng đội bên cạnh để có thể ăn cái con Seja này một cách dễ dàng. Đang có Iggy tới hỗ trợ nhưng mà không ăn thua. Ui dồi, nó vả đau quá cơ. Thôi chịu đấy. Thôi. Tưởng ăn Seja đồng đội của mình vào hỗ trợ mà ai ngờ có một mình Iggy thì chịu luôn. Phải đủ người thì chúng ta mới có thể ăn được Seja. Bây giờ phải chờ thêm cả Pain. Pain sắp hồi sinh rồi. Chắc chắn một điều là team bạn cũng sẽ mai phục ở khu Seja bạo chúa. Vậy nên là chúng ta sắp sửa sẽ có một pha giao tranh sứt đầu mẻ chán long trời lở đất. Hay quá. Zuka ơi bắt lẻ đi. Hay, team bạn mất một mình tu len rồi nhá. Quá căng thẳng. Thôi tạm thời không cần phải ăn Seja làm gì đâu. Team mình sẽ cần phải tính toán làm sao bỏ Seja để có thể đi bắt lẻ đối phương. Căn bản team bạn đang thiếu người mà. Thừa thắng sâu lên, cố gắng bắt luôn Veret nào. Veret ơi, bắt nốt Veret tôi là team bạn sẽ thiếu hai người, tuyệt vời. Mà Elsu ở kia thì bây giờ di chuyển dần xuống bắt nốt Elsu phát. Elsu ơi, Elsu là lên bảng điểm số mình trả được cái mạng nào các bạn ạ. Có cung tà ma đây, kích quạt cung tà ma lên phát bắn hồi máu nhưng bây giờ mình không còn tác dụng của cung tà ma nữa rồi. Chờ lính lên thôi, bây giờ mình sẽ bán luôn cung tà ma để lên trang bị liềm nha mọi người. Chúng ta cần phải linh hoạt trong cái công việc đó là thay đổi đồ liên tục để làm sao cho hiệu quả. Thôi chắc có lẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây nha mọi người khi mà lính lên rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem một trận đấu cực kỳ dài như thế này, một trận đấu vô cùng căng thẳng. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye mọi người, bye bye.